Trong trận đấu cuối cùng của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 32, đô cử Trần Đình Thắng đã chiến thắng kịch tính khi hơn đối thủ Thái Lan đúng 1kg ở hạng cân trên 89kg. Lần đầu tiên tham dự SEA Games, đô cử sinh năm 1999 cũng bất ngờ về thành tích này. Dạ, đối với em là cũng bất ngờ. Dạ, đây là lần đầu tiên em tham dự và vận động viên Thái Lan là một vận động viên mạnh và trẻ. Kém em có 1 tuổi nhưng mà thành tích thì cũng không kém em mấy. Vâng. Thành tích ấn tượng nhất thuộc về đô cử Nguyễn Quốc Toàn hạng cân 89kg. Không những giành huy chương vàng mà anh còn thiết lập 3 kỷ lục mới. Rất là vui luôn, tại vì đây là tấm huy chương vàng đầu tiên mà em giữ SEA Games. Giữ được 2 kỳ nhưng mà kỳ đầu thì em chỉ được tấm huy chương đồng hạng cân 81. Kết thúc SEA Games 32, các đô cử Việt Nam giành 4 huy chương vàng và thiết lập 4 kỷ lục, đứng thứ 2 toàn đoàn ở môn này. Cùng với đó, bộ môn cũng vượt chỉ tiêu đã đề ra tại đại hội lần này. Cũng trong ngày hôm nay thì đội tuyển đấu kiếm Việt Nam thi đấu tại 2 nội dung chung kết và những kiếm thủ tại nội dung là kiếm liễu đồng đội nam đã mang tới bất ngờ cho không chỉ khán giả mà còn là ban huấn luyện nữa. Đã 10 năm rồi, nội dung đồng đội nam kiếm liễu chưa từng có huy chương. Cũng chính vì vậy ở trận đấu bán kết gặp đội tuyển Malaysia, khi bị đối thủ dẫn trước một khoảng cách khá xa, những tưởng một tấm huy chương đồng đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng không ngờ là các thành viên của đội tuyển đồng đội nam kiếm liễu còn làm tốt hơn như vậy. Đội tuyển kiếm liễu đồng đội nam Việt Nam với các vận động viên Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài và Nguyễn Văn Hải bước vào chung kết gặp đội tuyển Singapore. Đối thủ là những người chiếm ưu thế và luôn có phần nhỉnh hơn ở những điểm số đầu. Nhưng với chiến thuật đúng đắn là giữ sức cho vận động viên giàu kinh nghiệm Phạm Quốc Tài để bung ra những phút cuối, đội tuyển kiếm liễu đồng đội nam của chúng ta đã vươn lên từ sau điểm số 35 và giành chiến thắng với tỷ số 45-38. Đây là tấm huy chương vàng thứ tư của đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games năm nay. Thật sự là em cũng không biết nói, không, em vẫn chưa tin là bọn em hôm nay đã làm được điều đấy. Tại vì thật sự là nội dung kiếm liễu của em nó là rất là khó. Em nghĩ là từ năm 2007 là cái huy chương đồng đội cuối cùng đến nay bọn em mới giành được. Sau ngày hôm qua thi đấu thành công với 4 tấm huy chương vàng giành được, thì ngày hôm nay trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32 thì có vẻ như là đội tuyển judo Việt Nam đã đi chậm lại một chút. Thế nhưng chúng ta vẫn khép lại ngày hôm nay với thêm một tấm huy chương vàng nữa giành được. Ở những ngày thi đấu trước đó thì đội tuyển judo Việt Nam đã giành được 7 tấm huy chương vàng và bước vào ngày 16 tháng 5. Chúng ta có nội dung chung kết đồng đội cuối cùng để khép lại SEA Games 32 gặp đối thủ là đội tuyển Thái Lan. Sau 6 trận đấu ở nội dung đồng đội thì chúng ta hòa căng thẳng với đội bạn với tỷ số 3 đều. Cũng chính vì vậy mà ban tổ chức đã phải bốc thăm một hạng cân bất kỳ để thi đấu. Và cuối cùng thì vận động viên Dương Thanh Thanh của Việt Nam ở hạng cân 70kg đã được lựa chọn và cô cũng đã xuất sắc có được chiến thắng để giúp cho đội tuyển judo Việt Nam có được tấm huy chương vàng thứ 8 tại kỳ SEA Games lần này. Như vậy là trải qua ngày thi đấu căng thẳng cuối cùng thì đội tuyển judo Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội, qua đó giúp cho đội tuyển judo Việt Nam có được tổng cộng 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra ở kỳ SEA Games lần này. Thưa quý vị khán giả, con số 10 vẫn luôn được dùng để miêu tả về một sự hoàn hảo và tuyệt đối nào đó. Và đây cũng là số điểm mà tôi sẽ dùng để miêu tả về màn trình diễn của đội tuyển vật Việt Nam, cũng như là số huy chương vàng chúng ta giành được tại SEA Games 32. Đầu giờ chiều ngày hôm nay thì vận động viên Ngô Văn Lâm của đội tuyển vật Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng ở hạng cân 92kg nam vật tự do và đã mở ra thêm một ngày vàng nữa cho đội tuyển vật Việt Nam. Tiếp theo đó thì các vận động viên của chúng ta là Cần Tất Dụ cũng đã có được huy chương vàng ở nội dung vật tự do 74kg của nam. Tiếp theo, vận động viên Ngô Thế Sao giành huy chương vàng ở vật nội dung 70kg nam. Và cuối cùng là vận động viên Nguyễn Văn Định giành huy chương vàng vật nội dung 65kg ạ. Và cuối cùng, vận động viên Nguyễn Xuân Định giành huy chương vàng vật nội dung 65kg của nam. Và trong số 4 tấm huy chương vàng giành được trong ngày hôm nay, đáng nhớ nhất có lẽ chính là hình ảnh
chiến thắng của vận động viên Ngô Thế Sao khi mà vận động viên này cũng đã cùng vận động viên của Lào nắm tay nhau sau khi trận đấu kết thúc. Và sau đó thì vận động viên của Lào cũng đã hướng về phía ban huấn luyện của đội tuyển vật Việt Nam cảm ơn, và thậm chí còn đưa cho vận động viên Ngô Thế Sao lá cờ và để anh sau đó có thể ăn mừng được chiến thắng của mình tại kỳ SEA Games 32 năm nay. Như vậy là trong ngày hôm nay thì đội tuyển vật Việt Nam đã tiếp tục có được 4 huy chương vàng ở 6 nội dung chung kết tham dự. Tổng cộng tại kỳ SEA Games 32 lần này, đội tuyển vật Việt Nam có được 13 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì tay vợt Nguyễn Anh Tú đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Đức Tuần trong trận bán kết nội bộ nội dung đơn nam của môn bóng bàn. Thế nhưng dường như là trong trận chung kết thì Nguyễn Anh Tú lại để hết tất cả những gì hay nhất của mình ở trận đấu trước đó rồi. Lần đầu tiên được chơi trận chung kết SEA Games khiến anh Tú cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng khó khăn cho anh khi đối thủ là Isaac Kick, tay vợt trẻ của Singapore, mới 17 tuổi nhưng đang có phong độ rất cao với lối đánh tốc độ và sự chính xác của tuổi trẻ. Bản lĩnh và tâm lý thi đấu của Isaac Kick cũng là một trong những điểm nổi bật mà tay vợt này thể hiện xuyên suốt trận đấu. Đã từng thắng anh Tú 3-1 ở vòng bảng nên lần tái ngộ này, Isaac tiếp tục thể hiện sự vượt trội và thắng trong vánh anh Tú chỉ sau 4 set. Dù để thua trận chung kết nhưng dù sao tấm huy chương bạc SEA Games cũng là một bước tiến của anh Tú trong sự nghiệp thi đấu. Ngày hôm nay thì đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận tranh huy chương đồng với đội tuyển U22 Myanmar. Để lại sau lưng nỗi buồn ở trận thua tại trận bán kết thì thầy trò Philippe Troussier đã vào trận với một khí thế hừng hực và cải thiện được khả năng dứt điểm của mình. Khép lại SEA Games 32 bằng một tấm huy chương đồng là điều mà đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới khi bước vào trận đấu tranh hạng 3 với U22 Myanmar. Dù ra sân với nhiều thay đổi so với trận bán kết và trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ còn trong độ tuổi dự kỳ SEA Games 33, các học trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã triển khai tốt lối chơi mà ban huấn luyện đề ra, nhất là pha bất ngờ tăng tốc để tạo điều kiện cho Hồ Văn Cường ghi bàn mở tỷ số. Các pha bóng được phối hợp tốt của U22 Việt Nam đem tới cho đội bóng của chúng ta bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, vẫn với pha lập công của Hồ Văn Cường. Sang hiệp 2, U22 Việt Nam tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 do công của Khuất Văn Khang. Dù vậy, chiến thắng của U22 Việt Nam vẫn chưa hoàn hảo khi để Aung Myo Khan ghi bàn duy nhất cho U22 Myanmar trận này. Chiến thắng 3-1 chung cuộc đem về cho U22 Việt Nam tấm huy chương đồng tại SEA Games 32. Thưa quý vị, đã một ngày trôi qua, thế nhưng chúng tôi tin rằng tấm huy chương vàng SEA Games 32 mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành được bây giờ đây vẫn còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng của chúng ta. Và cùng với đó là những cảm xúc đặc biệt mà một người đã ghi bàn trong trận chung kết là tiền đạo Huỳnh Như cũng có và muốn chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Em nghĩ thì một phần là nó là cái duyên, nhưng mà cái quan trọng nhất thì mình cũng phải nỗ lực mình thể hiện mình từng ngày để mà mình được sự tin tưởng của toàn đội cũng như ban huấn luyện để mình mới có được cơ hội mà có được những cái duyên đó. Thì em nghĩ đó là sự đoàn kết và sự tự tin của toàn đội, và bên cạnh đó cũng là nhờ vào cái sự yêu thương của tất cả mọi người. Và khi mà toàn đội qua đây, cái thời tiết cũng rất là khó khăn, và những cái trận đấu đầu tiên thì tương đối là bị rất là khó chịu và về cái nhịp thở, nhưng mà cũng được sự giúp đỡ của ban huấn luyện để giúp cho toàn đội có hồi phục thật nhanh. Và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều tình yêu thương của tất cả mọi người và nhắn tin động viên cũng giúp cho toàn đội cảm thấy tự tin hơn và quyết tâm hơn ở cái giải đấu lần này. Em nghĩ là khó khăn lớn nhất, mà cái trở ngại lớn nhất, cái quãng đường di chuyển nó rất là xa. Bởi vì khi mà em về đây thì cái khoảng thời gian rất là ngắn để mà em tập trung cùng với toàn đội, nên khi mà về thì cũng cố gắng để mà tranh thủ hồi phục, nghỉ ngơi để mà bắt kịp được với toàn đội trở lại. Ở cái giải đấu mà Olympic thì thật sự mà lâu một khoảng thời gian dài vậy, khi mà đá lại với toàn đội cũng có một hơi xíu lạc nhịp. Mấy cô cũng nói đi lâu quá rồi hơi bị lạc nhịp á nha, SEA Games này nhớ về sớm xíu. Mục tiêu hiện tại đối với Như bây giờ là Như sẽ đặt cho mình mục tiêu là ghi được bàn thắng tại World Cup. Đó là mục tiêu mà Như đặt trước mắt, và Như hy vọng là mình cùng với toàn đội sẽ làm được điều đó. Thưa quý vị khán giả, chỉ còn một ngày nữa thôi thì hành trình tại SEA Games 32 của 10 đoàn tham dự cũng sẽ khép lại với buổi lễ bế mạc được dự đoán là sẽ hoành tráng không kém gì là buổi lễ khai mạc. Và lúc này đây thì nước chủ nhà Campuchia đã sẵn sàng cho buổi lễ bế mạc SEA Games 32. Trong sân vận động Morodok Techo, việc chuẩn bị cho lễ bế mạc đang diễn ra rất tất bật. Kể từ khi một điền kinh khép lại vào ngày 12 tháng 5, đã không có thêm hoạt động thể thao nào khác diễn ra tại đây.
và tất cả chỉ hướng với buổi lễ bế mạc. Thậm chí trước buổi lễ sơ duyệt, những nghệ sĩ còn phải tập luyện phía bên ngoài sảnh Trung tâm Báo chí Quốc tế. Ai cũng cố gắng mang đến màn trình diễn đẳng cấp không kém gì buổi lễ khai mạc. Quý vị còn nhớ những người bạn nhỏ này không ạ? Những bóng đèn nhỏ này đã xuất hiện trong buổi lễ khai mạc và sau 12 ngày biến mất thì nó đã quay trở lại khắp những khán đài sân vận động Mô Đốc Đề Trổ để sẵn sàng mang tới bữa tiệc ánh sáng cho buổi lễ bế mạc. Và bên cạnh ánh sáng thì không thể không kể đến một điểm nhấn của buổi lễ bế mạc, đó chính là phần trình diễn Kunbokator, môn võ truyền thống của người Campuchia với hơn 1.000 nghệ sĩ góp mặt. Và trong phần cuối thì sẽ là bữa tiệc về pháo hoa kéo dài 4 phút. Tất cả sẽ có vào lúc 19 giờ tối ngày 17 tháng 5. Và chúng ta sẽ cùng hướng về buổi lễ bế mạc của SEA Games 32 hoành tráng, đầu tư đúng như kỳ vọng. Nhóm phóng viên Thành Phong, Quý Tùng, Đài Truyền hình Việt Nam tác nghiệp tại Phnom Penh, Campuchia.